Đây là nước Lào đây mà đông thế này. Em ơi, gặp thằng bảo vệ hỏi xem. Chắc bây giờ chỉ có hỏi bảo vệ thôi chứ. Đây chỗ này Dubai lúc nãy rồi. À UAE, quên mất Dubai, Dubai. Trang ơi, Trang hỏi bọn này. Đây hỏi cái thằng ả kìa. Thằng kia là chuyên gia rồi. Quay lại rồi. Bọn này nó chỉ kiểu gì nhỉ? Vừa nãy cái thằng kia nó bảo là nào nhá? Sao? Lại trái một lần nữa. Vừa là mình đi đúng rồi nhưng mà mình lại quật vào đây. Mình đi sau đi xong mình quật vào đây.
đây kiểu như là phố đi bộ ấy nhỉ? Ừ. Nghi sau này xong cái này nó bán lại cho những cái ấy, sau lại thành phố đi bộ. Chỗ này lúc mình vào đây rồi. Saudi Arabia này. Đúng cái chỗ lúc mình đến đây rồi. Rẽ chứ em? Đến đây rẽ hả? Hay vẫn tiếp tục? Như rẽ phải đây đúng không? Cái gì? Có Việt Nam phải là sao vàng chứ. Đây sao đen, nó Trung Quốc là giống Việt Nam nhưng nó có 5 sao. Ra là rẽ phải đúng không? Ở đây ra nó bảo rẽ phải đây mình. Right and left. Ơ lại quay vào Italia kia, đúng khi vừa lấy kia. À cái vừa lấy vào kia, Italy đúng không? Vừa đấy cái thằng đấy là nó bảo mình ở đây chiều này đi thẳng này. Đúng rồi, xuống left là đi ở hướng đây này. Không, thằng kia với lại vừa thằng kia nó bảo này. Security đây này. Phải không? Bảo nói là 192 nào đó. Mã 192. Việt Nam. Việt Nam. Đây phải tự động đâu. Đây chỉ làm cho bọn trẻ con nó thích thôi. À.
Lạ nhỉ, chưa gặp thấy Việt Nam luôn. Anh thích rồi.